choảng nhau xuyên Tết vì sao vụ xe công còi hụ không dễ đóng hồ sơ. Các thế lực thù địch cho rằng thế lực kình địch trong nội bộ của Đảng, bất kể trời đánh tránh miếng ăn trong những ngày gần Tết vừa qua, vẫn liên tục choảng nhau. Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh với lưu ý khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Xử phạt lái xe biển xanh lắp đèn còi ưu tiên chở xếp đón người ở sân bay Vinh. Giới Thạo Tin đánh giá rằng ba đơn vị nói trên đều là những cơ sở hậu thuẫn cho phe Nghệ Tĩnh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều đó cho thấy ông Phạm Minh Chính và phe cánh đang ký kế hoạch chặn đường đối với ứng viên ghế Tổng Bí thư Vương Đình Huệ. Chưa hết, vụ xe biển xanh gắn còi hụ của Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh cũng được cho là một âm mưu chính trị tấn công vào phe Nghệ Tĩnh, là phe đang thắng thế trong cuộc đua nhân sự để thay thế cho chức vụ Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng. Điều đó đã buộc Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phải ra mặt, cam kết với báo chí vào hôm 7 tháng 2 rằng Thường trực Tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc. Lập tức, ngay sau đó, truyền thông nhà nước đưa tin cho biết lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Tĩnh đã xử phạt số tiền 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng đối với lái xe của Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh khi tự ý lắp đèn gắn còi ưu tiên. Thông tin vừa kể trên được dư luận đánh giá là chiêu rút củi đáy nồi tuyệt hảo của ban lãnh đạo Hà Tĩnh. Đồng thời dư luận cho rằng với tình trạng phủ bênh phủ, huyện bênh huyện thì chỉ có ai ngu mới tin vào lời hứa của ông Hoàng Trung Dũng. Bởi dù ông Dũng cam kết với báo chí là Thường trực Tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc thì rồi vụ việc cũng sẽ chìm xuống theo đúng quy trình. Vậy mà trên mạng xã hội lại xuất hiện thông tin cho rằng ông S bị xử phạt về hành vi vi phạm diễn ra vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 2 tháng 2 tại quốc lộ 1A, chứ không phải là sự việc xảy ra tại sân bay Vinh đâu bà con nhé. Hành vi vi phạm tại sân bay Vinh thuộc thẩm quyền xử lý của Cảnh sát Giao thông Nghệ An. Nghĩa là vụ việc xảy ra ở sân bay Vinh vẫn chưa bị xử lý. Điều đáng nói, thông tin về kẻ xuất phát từ Công an Nhân dân, cơ quan thông tấn của Bộ Công an, báo Công an Nhân dân ngày 9 tháng 2 đưa tin xử phạt lái xe biển xanh lắp đèn còi ưu tiên chở xếp đón người thân ở sân bay Vinh. Bản tin đưa thông tin rõ ràng, chi tiết hơn khi cho biết trước đó vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 2 tháng 2 năm 2024 tại km 504 400 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Tĩnh phát hiện ông S điều khiển xe ô tô mang biển số 38A06688 đã vi phạm hành vi xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên theo quy định. Với chi tiết, vị trí xảy ra phạt là tại km 504 400 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là ranh giới giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cho thấy đó chỉ là hành vi xử phạt mang tính chất đối phó với dư luận. Nghĩa là vụ bê bối của bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, chưa thể đóng hồ sơ một cách dễ dàng. Vụ việc xe biển xanh của Hội Phụ nữ Hà Tĩnh lắp đèn, gắn còi ưu tiên đi đón con gái của bà Chủ tịch Hội ở sân bay Vinh khiến công luận công phẫn. Còn bởi một lý do khác nữa, đó là việc ông Vũ Đình Thắng, phóng viên tạp chí Công nghiệp Môi trường, đã bị thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phạt tới 4 triệu đồng chỉ vì gọi điện cho bà Hà để xác minh vụ việc. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 9 tháng 2 cho biết tiếp, trao đổi qua điện thoại, bà Hà xác nhận có sự việc và dùng xe biển xanh đi đón người thân ở sân bay Vinh và hẹn tôi, tức là phóng viên Thắng, tới cơ quan để nói chuyện cụ thể. Nhưng trên mạng xã hội có ý kiến cho rằng bà Hà đã giăng bẫy đối với phóng viên Thắng. Theo đó, khi phóng viên tới Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, bà Hà cáo bận đi họp. Phóng viên chuẩn bị rời trụ sở hội thì lực lượng chức năng Hà Tĩnh ập vào mời làm việc và lập biên bản xử phạt 4 triệu đồng. Hành động giăng bẫy lừa lọc có chủ ý của bà Hà đã khiến trên mạng xã hội có ý kiến cho rằng ở Nghệ An có cha già tên Minh, còn bây giờ Hà Tĩnh không chịu thua kém miếng khi có mẹ già tên Hà, điều tòa không kém. Facebook Thạch Nguyễn thì cho rằng chế độ ta, cán bộ ta tiến bộ, bằng chứng là trước phải cỡ bộ trưởng như Trần Tuấn Anh mới dám dùng xe ô tô đón vợ ở máy bay. Nay chỉ cần hội trưởng hội phụ nữ một tỉnh là đã có thể dùng công xa gắn đèn chớp vào còi hụ đi đón con gái ở sân bay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin choảng nhau xuyên Tết vì sao vụ xe công còi hụ không dễ đóng hồ sơ.
trời đánh tránh miếng ăn, ngày Tết Thủ tướng vẫn đánh sân sau của Tổng Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 7 tháng 2 một lần nữa đã xuất hiện trở lại và có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ngoài việc chúc Tết, nội dung trọng tâm được Tổng Trọng nhấn mạnh là lưu tâm, đó là tiếp tục chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban chấp hành, Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Thanh tra Chính phủ bắt đầu thanh tra lại tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Điều vừa kể trên cho thấy các phe cánh trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam vì mải mê đấu đá tranh giành quyền lực đã quên cả ăn Tết. Điều đó trái với tập tục truyền thống của người Việt, trời đánh còn tránh miếng ăn. Chuyện xe biển xanh gắn còi hộ của Chủ tịch Hội Phụ nữ Hà Tĩnh được xem là một âm mưu chính trị tấn công vào phe Nghệ Tĩnh, một phe đang thắng thế trong cuộc đua nhân sự để thay thế chức vụ Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Báo Tiền Phong vào ngày 4 tháng 2 đưa tin, Thanh tra Chính phủ bắt đầu thanh tra tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Bản tin cho biết, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại các cơ quan kể trên. Theo đó, thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc tại đơn vị, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định. Đồng thời, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Giới Thạo tin đánh giá, việc thanh tra đối với ba đơn vị kể trên đều là những cơ sở hậu thuẫn cho phe Nghệ Tĩnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong suốt một thời gian dài, điều đó cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính và phe cánh đang có kế hoạch chặn đường đối với ứng viên Vương Đình Huệ. Theo nhà báo Kiếm Mai Bá, một người quan tâm và thường xuyên đưa ra các bình luận về chính trị tại Việt Nam trong sa sút đón xuân này tiếc xuân xưa, đã bình luận như sau. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2024 là ngày của Chúa, nhưng Thanh tra Chính phủ vẫn công bố quyết định bắt đầu thanh tra tại Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Vào ngày 4 tháng 2 nhằm vào ngày 25 tháng Chạp là thời khắc mà hai bộ và địa phương quan họ đang rộn ràng đón xuân Giáp Thìn. Được nghỉ 7 ngày tính từ ngày 8 tháng 2, 29 Tết, chỉ còn 4 ngày là việc ngắn ngủi mà Thanh tra Chính phủ vẫn mẫn cán vào cuộc. Thiệt là buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bão tố đầy trời. Việc Tổng Trọng đã bước sang tuổi 80, tuổi cao sức yếu phải nghỉ là điều chắc chắn. Nhất là tại phiên bế mạc của Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Tổng Trọng đã tuyên bố rửa tay gác kiếm để chuyển giao quyền lực cho người đứng đầu đảng, cho nhân vật kế nhiệm, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Một câu hỏi đặt ra là ai sẽ thay thế cho Nguyễn Phú Trọng để trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng khóa 14 tới đây? Theo giới phân tích, cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư hiện nay là bộ đua tam mã bao gồm Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng. Nhưng cũng xin đừng quên một con ngựa bất kham, đó là Tô Lâm. Trong số 3 người về kể trên, theo đánh giá, ông Võ Văn Thưởng được cho là có hội đủ các yếu tố, song ông Thưởng có ít tuổi, kinh nghiệm cũng như uy tín chưa đủ chín. Còn Phạm Minh Chính hay Vương Đình Huệ về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm có thể tạm chấp nhận, nhưng nhược điểm của hai ông này đều là uy tín chưa thực sự cao và có điểm yếu trầm trọng, đó là vấn đề đạo đức, đều có quan hệ tình ái ngoài luồng. Giới phân tích đánh giá, Tô Lâm là nhân vật duy nhất có quyền uy tuyệt đối trong đảng nếu so với các lãnh đạo chủ chốt của đảng hiện nay. Trong bài bình luận điều gì sẽ đến sau những xáo trộn trong hàng ngũ lãnh đạo đảng của nhà phân tích chính trị Việt Nam, ông Abuja bàn với nhân sự kế nhiệm ghế Tổng Bí thư. Đối với ứng viên Phạm Minh Chính, ông Abuja thì cho rằng là người được hy vọng, ông Chính sẽ là trường hợp đặc biệt duy nhất ở lại Đại hội 14 tới đây. Nói về các lời đồn về mối quan hệ ông Chính với bà Nhàn IC, người đang bỏ trốn và bị kết án vắng mặt 30 năm tù, tác giả Abuja nhận định, những lời đồn này cũng có thể là lý do những đối thủ của ông Chính tung ra. Ông Abuja đánh giá, trong khi khả năng ông Chính bị đẩy ra khỏi, tức là cuộc chạy đua có thể xảy ra, ông cũng rất có thể sẽ vẫn phục vụ hết nhiệm kỳ của mình. Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ, trong khi đó ông Tô Lâm với mục tiêu hạ uy tín của ông Chính trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư, đã liên tiếp xử lý các vụ án có liên quan đến các công ty cổ phần tiến bộ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bởi bà Nhàn là nhân vật được cho là có mối quan hệ trên mức tình cảm với Thủ tướng Chính. Trong khi đó, ông Trọng không che giấu thái độ ủng hộ đối với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Do đó, ông Huệ rất có thể sẽ là nhân vật kế nhiệm cho chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14. Kể cả việc tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội Việt Nam khóa 15
Và ngày 15 tháng 1, ông Nguyễn Phú Trọng đã bất ngờ xuất hiện, được cho là theo đề nghị của ông Vương Đình Huệ. Điều đó khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Tổng Trọng với ông Huệ là điều bất di bất dịch, không hề thay đổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Trời đánh, tránh miếng ăn, ngày Tết, Thủ tướng vẫn đánh sân sau của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.